Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Hòa Bình có xứng với chức danh giáo sư vừa được phong Ngày 28 tháng 12, AFA Tiếng Việt có bài bình luận Chức danh giáo sư cho chánh án Nguyễn Hòa Bình thối háo danh của quan chức Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chánh án Toản Nhân dân tối cao đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Học viện Cảnh sát Nhân dân hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời một giảng viên đại học ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh, nói cái quan trọng cần đặt vấn đề ở đây là một năm anh lên lịch giảng dạy cho bao nhiêu tiết tiêu chuẩn, thực hiện bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn bao nhiêu nghiên cứu sinh để đủ chuẩn xét giáo sư. Với một người như ông Nguyễn Hòa Bình, một ngày hợp vài ba lần, thì thời gian giảng dạy là bao nhiêu? Công trình nghiên cứu khoa học ở đâu không ai thấy, theo tôi biết thường thường các đề tài nghiên cứu khoa học của các lãnh đạo được cấp dưới làm từng chuyên đề ghép lại với nhau thành một chương nếu như chưa có tiến sĩ thì lấy ba cái chuyên đề ghép lại với nhau viết lời mở đầu kết luận trở thành luận án tiến sĩ ba bốn cái chuyên đề in thành sách thì trở thành công trình nghiên cứu khoa học để xét phó giáo sư cứ thế mà làm thành giáo sư thôi do háo danh mà nhiều người mang danh giáo sư nhưng cái đầu rỗng tết ông nguyễn hòa bình tại lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư tại học viện cảnh sát nhân dân afa tiếp tục dẫn lời luật sư nguyễn văn miến nêu quan điểm tôi không biết ông ấy đã từng giảng dạy ở đâu chưa và thời gian giảng dạy như thế nào thành tích ra sao nhưng khi ông ấy chọn trường này thì trường này lại quả cho ông ấy bằng cách phong cho ông ấy chức danh giáo sư tôi cho rằng việc này không khách quan và có hình thức tư lợi trong đó như vậy những đường hướng, những suy nghĩ của công an và của tòa án bỗng nhiên thành một Không có sự độc lập nào cả Bởi khi ông thẩm phán tòa án nhân dân tối cao là giáo sư của học viện này Thì công an sẽ phải làm đúng theo yêu cầu mà tòa án đưa ra Ải phải cho biết trước khi ông Nguyễn Hòa Bình được Học viện Cảnh sát Nhân dân Bổ nhiệm chức danh giáo sư Hội đồng giáo sư nhà nước công bố danh sách 648 ứng viên đến từ 28 ngành được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư trong năm 2023. Điều đáng nói là trong ngành khoa học an ninh chỉ có một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn là ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa nhân dân tối cao. Việt Nam vẫn kiên định lập trường không tam quyền phân lập. AFA dẫn ý kiến của một số người cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình không xứng đáng là một giáo sư nếu nói về trình độ chuyên môn với những phát ngôn bất nhất của mình, chẳng hạn vào đầu năm 2021, ông Bình phát biểu trước Quốc hội rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan cho người không có tội. Đến tháng 9 năm 2022, ông Bình lại nói rằng nghị quyết của Quốc hội cho phép 1,5% của 600.000 vụ án, tức là khoảng 9.000 vụ được phép sai do lỗi chủ quan afa dẫn bình luận của luật sư đặng đình mạnh cho rằng qua sự việc nêu trên cho thấy việc giao thẩm quyền và cấp giáo sư trong nước hết sức tùy tiện và bừa bãi theo đó giáo sư không có ý nghĩa như sự công nhận chức danh dựa trên nền tảng học vấn và khả năng sư phạm nữa mà đã trở thành danh sưng trang trí để các quan chức chi chát bàn phát làm đẹp tên tuổi cho nhau mà thôi cho thấy một thực trạng rằng tuy học vấn kém cỏi trình độ hạn hẹp đạo đức suy đồi nhưng các quan chức Cộng sản vẫn rất trọng vọng, hám danh đối với các học hàm, học vị, chức danh, vốn chỉ dành cho người có học vấn cao, trình độ uyên bác. Cũng theo luật sư Mạnh, với tư cách là quan chức làm việc toàn thời gian trong ngành tòa án, ông Nguyễn Hòa Bình không được phép và cũng không thể tham gia công tác giảng dạy như một giáo sư của Học viện Cảnh sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nguyễn Hòa Bình có xứng với chức danh giáo sư vừa được phong. Đảng đang mục rửa, tổng phát hoảng vì sợ nó rã, ông đã làm gì? Trên lãnh thổ Việt Nam, đảng dùng bộ máy công an khổng lồ để truy lùng những tiếng nói chỉ trích đảng, rồi ép các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tiêu diệt tiếng nói phản biện. Nhưng dù có dùng bộ máy tuyên truyền khổng lồ với 800 tờ báo, thì sự thối nát của đảng nó vẫn cứ phơi ra, như cái thầy ma đến lúc bốc mùi. Ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản trung kiên, với quyền lực trong tay, ông là mọi cách để bảo vệ sự tồn tại của đảng. Chiến dịch đốt lò chính là phương thuốc để chữa những ung nhọt của chế độ. Tuy nhiên, qua gần một thập kỷ đốt lò, người dân thấy rằng ông càng đốt thì tham nhũng càng bùng. Lớp sau thay thế lớp trước cũng là một lớp tham nhũng. Rõ ràng, ông Trọng không thể tìm đâu ra người cộng sản trong sạch ông cho rằng có người cộng sản liêm khiết nhưng thực tế người cộng sản ở thời đại này thì chẳng ai liêm khiết cả hình ảnh đảng cộng sản quy chụp chủ nghĩa cá nhân là khởi nguồn của tham nhũng lòng dân chán ghét đảng là sự thật bởi quan chức hạch sách dân quá nhiều ăn của dân quá dơ bẩn và vô cùng bất nhân những doanh nghiệp nhà nước làm cho dân khốn khổ vào lâu nay người dân đều biết cả nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì công an quá hung hăng và quá bất chấp để đè bẹp những ai dám phản đối. Sự thối nát của chế độ này đang nuôi lớn lòng căm phẫn của toàn dân. Đây là kho thuốc nổ đang ngày một chất đầy thêm thuốc, rồi một ngày nào đó chỉ cần một mồi lửa thì kho thuốc này sẽ nổ tan tành. Ác hẳn ông Nguyễn Phú Trọng thấy vấn đề đó. Ngay cả các quan chức cũng thấy đảng của họ chẳng tốt đẹp gì họ bám vào đảng vì đảng cho họ cơ hội vơ vét tiền của dân để làm giàu tuy nhiên với ông nguyễn phú trọng ông vẫn có lòng tin rằng lý tưởng cộng sản vẫn còn giá trị và ông đang làm mọi cách để khơi dậy cái giá trị ấy nhiều năm qua ông nguyễn phú trọng luôn nhắc đi nhắc lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tham nhũng tiêu cực bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn đảng là toán lên rằng chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của quân đội vậy chủ nghĩa cá nhân là gì thật ra chủ nghĩa cá nhân không xấu chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh đến lợi ích của mỗi cá nhân sự độc lập của con người và tầm quan trọng của tự do và tự lực của mỗi cá nhân những người theo chủ nghĩa cá nhân chủ trương không hạn chế mục đích và ham muốn cá nhân họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài lên sự lựa chọn của cá nhân cho dù sự can thiệp đó có là của xã hội, nhà nước, hoặc bất kỳ một nhóm hay một thể chế nào khác. Như vậy, chủ nghĩa cá nhân đề cao sự tôn trọng cá nhân thông qua việc tôn trọng quyền con người và các quyền tự do thiết yếu dành cho cá nhân như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, vân vân. Chủ nghĩa cá nhân về bản chất không xấu, nó chỉ xấu khi cá nhân không có đạo đức, không tôn trọng luật pháp và xâm phạm vào tự do của cá nhân khác thực ra người cộng sản bài trừ chủ nghĩa cá nhân trong đảng là sợ những người này ủng hộ quyền con người và các quyền thiết yếu khác dành cho cá nhân khi mà đảng viên theo tư tưởng này thì đảng cộng sản sẽ sụp đổ thực ra ông nguyễn phú trọng sợ đảng tự rã ông nguyễn phú trọng đề cao cái gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ tức là đề cao vai trò của tập thể hơn vai trò cá nhân nguyên tắc tập trung dân chủ kiểu cộng sản là nguyên tắc Ý đảng là ý vua, bên dưới chỉ biết vân lệnh. Có hai nguyên tắc bất thành văn. Thứ nhất là đảng không sai, chỉ có cá nhân sai. Thứ hai, nếu đảng sai thì áp dụng nguyên tắc thứ nhất. Đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ và chống chủ nghĩa cá nhân là cách mà ông Nguyễn Phú Trọng đang làm để chống lại đà thối rửa của đảng. Nhưng thực tế không thể chống lại quy luật này, bởi hiện nay trong đảng đầy rẫy dòi bỏ chỉ có thể che đậy bằng tuyên giáo và công an mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Đảng đang mục rửa, tổng phát hoảng vì sợ nó rã, ông đã làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d